hỏi: trong kinh Phật nói người người đều tự có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Xin Hòa Thượng khai thị, như tự bản thân đã là Phật, nhưng sao chúng ta đều không phải là Phật mà lại còn thường đi lạy Phật? Đáp: một số người cho rằng tự bản thân mình là Phật, nhưng không phải là cái thân này, mà tự tánh của mình mới là Phật. Nếu quý vị muốn thành Phật thì nhất định phải tu hành, nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đây tức là hiểu rõ làm sao để có thể thành Phật, chứ không phải nói tự bản thân mình là Phật thì là Phật. Thí dụ như quý vị đi học mà muốn được bằng bác sĩ, không phải nói là muốn được bằng cấp thì được liền, mà phải trải qua tiểu học, trung học, đại học, lại phải qua khóa tu học bác sĩ thì mới có thể lấy được bằng bác sĩ, chứ không phải nói tự mình là Phật thì là Phật ngay. Nếu không thì cũng giống như tự phong cho mình là hoàng đế thì trở thành hoàng đế liền, không phải vậy đâu.